mới 11 tuổi, học lớp 5, em Nhang Thị Diệu Linh, dân tộc Khơ Mú, nhà ở bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, đã phải xa người thân để trọ học. Xa bố mẹ, xa bản làng, nhưng năm nay Linh và gần 450 bạn học ở trường tiểu học Nậm Cắn đã được đón trung thu sớm ngay tại trường. Háo hức cầm trên tay những chiếc lồng đèn xinh xắn và gói quà nhỏ được các cô chú trao tặng, Linh cùng các bạn cảm nhận được sự ấm áp và ý nghĩa của món quà Tết trung thu sớm nơi biên giới xa xôi này. Rất hào và vui vì được tổ chức trung thu, được gặp bạn với cả được cầm lồng đèn, được ăn bánh kẹo nên rất là vui và hào hức. Bản Phù Khả 1, xã biên giới Na Ngoi là một trong hai điểm được huyện Kỳ Sơn chọn tổ chức trung thu sớm cho các em thiếu nhi. Mặc dù trời mưa, đường trơn, nhưng có rất nhiều phụ huynh đã đưa con em đến nhà văn hóa bản để cùng đón Tết trung thu. Vì đi công ty mới về, thấy năm nay mới tổ chức. Năm nay mới tổ chức về. Tại sao cũng vui, đưa con đi rất vui. Bởi vì lâu lâu mới tổ chức một lần cho cả con cũng rất vui. Với mong muốn đem đến niềm vui và tiếng cười cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, trèo cao. Năm nay, huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với nhiều đơn vị, nhà trường, tổ chức đón Tết Trung Thu sớm ở một số bản của các xã biên giới. Tổ chức Trung Thu cho trẻ em đến trường là một việc rất là ý nghĩa vì là ta tuyên truyền cho phụ huynh là đưa con em đến trường đầu năm học. Nói thật là ở đây vùng sâu, vùng xa, vậy là phụ huynh thì phần mà đưa con đến trường đầu năm thì nhà em vùng huy động rất là khó khăn. Thế có những cái hoạt động văn hóa thể thao như thế này thì tạo điều kiện cho phụ huynh họ hiểu một phần nào thì họ đưa học sinh đến trường để các cô đỡ vất vả. Tết Trung Thu sớm cho trẻ em nơi biên giới vùng cao Nghệ An sẽ là động lực góp phần sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ, tạo thêm niềm tin yêu, hy vọng vào những điều tốt đẹp cho các em tiếp bước trong cuộc sống.